Đúng rồi. À, thưa bác sĩ Khánh Văn thân mến, tinh thần thì quan trọng đấy <laughs> Nhưng mà ừ. à, các cụ mình thì vẫn có câu là Có thực thì mới vực được đạo Đúng ạ, dạ. tức là thực ở đây là thức ăn Là nguồn dinh dưỡng à, Điều này có lẽ là đúng với công nghĩa là vậy thế thì còn bác sĩ khánh vân thì sao ạ góc độ sức khỏe thì bác sĩ khánh vân có những cái uh, chia sẻ quan điểm và ý kiến của mình như thế nào ạ à, vâng đúng là có thực với vực được đạo tức là người ta nói đến vấn đề ăn uống mà ăn uống thì uh, người ta đã đem lại cho cho qua cái thức ăn ấy thì đem lại cái uh, Trước hết là phải nói là năng lượng để cho chúng ta hoạt động và ngoài những các cái chất có mang tính chất năng lượng thì còn có những cái chất khác mà không giải phóng ra năng lượng nhưng mà vô cùng cần thiết đối với cơ thể để cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh chống đỡ bệnh tật và hồi phục những uh, những các cái uh, tình trạng ốm đau trước để khỏe dần lên. Uh, tuy nhiên là uh, công nghĩa và quý thính giả cũng đã có câu mà nghe các cụ có một câu rằng là uh, dâu tôm nấu với ruột bầu ừ. trồng Ăn vợ húp gật đầu khen ngon. Vâng. Tức là các yếu tố về thực phẩm như vậy. Nhưng có, có lẽ là hai cái thứ đấy cũng không có ngon. Thế nhưng mà tinh thần uh, thoải mái, vui vẻ thì có thể là rất là ngon. Vì vậy cho nên nếu công nghĩa hỏi tôi đứng về góc độ sức khỏe về những vấn đề này. Thì tôi có thể nói rằng là. À, muốn có một cái sức khỏe tốt à, tổng hòa thì à, chúng ta nên là phải đảm bảo được một cái kiềng ba chân, tức là yếu tố tinh thần, à, yếu tố thực phẩm thức ăn lại dinh dưỡng và yếu tố vận động ba yếu tố đó thì mới có thể tạo ra cho một con người có một cái sức khỏe đầy đủ được. Và đặc biệt là những yếu tố này thì cần phải đặc biệt quan tâm đối với những người mà trên 50 tuổi. Tại sao tôi nói như thế là bởi vì tôi biết có một cái câu tức là trước 50 tuổi thì thì họ đi tìm bệnh, tức là người đi tìm bệnh, nhưng mà sau 50 tuổi thì bệnh đến tìm người. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải lưu ý cái kiềng ba chân mà tôi vừa mới nhắc đến. Vâng. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta cũng có liên quan đến bệnh đột quỵ, tai biến mạch não đúng không vâng. ạ? Vâng. Với riêng căn bệnh đột quỵ thì sao ạ thưa bác sĩ Khánh Vân, ăn uống thì nó sẽ có những ảnh hưởng như thế nào tới căn bệnh này? Vâng ạ, ví dụ như là tôi nói về vấn đề ăn chẳng hạn à, nếu chúng ta lạm dụng cái cái đạm mỡ đường đặc biệt là mỡ và 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 đường thì có thể dẫn đến những các cái rối loạn chuyển hóa mỡ chuyển hóa đường dẫn tình trạng là thừa năng lượng và thừa cân béo phì và tăng cái coi gọi rối gọi gọi, loạn mỡ máu. Phi mà rối loạn mỡ máu thì dẫn đến tình trạng gọi là lắng động cái mỡ vào thành mạch và khi lắng động các cái mỡ về thành mạch thì thành mạch sẽ bị hẹp dần và dẫn đến tình trạng tăng huyết áp và dẫn đi hẹp thì sẽ dẫn đến tình trạng là lưu thông khí huyết kém và khi lưu thông khí huyết kém thì rất có thể là sẽ hình thành những các cái huyết khối và qua đó thì uh, dẫn đến tình trạng uh, di chuyển những các cái huyết khối hoặc là những các cái mảng vữa lên não uh, có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ do nhồi máu não và như tôi vừa mới trình bày thì là nếu mà cao huyết áp thì có cái khía cạnh thứ nhất là uh, tim phải làm việc hoạt động nhiều hơn so với cái bản thân nó bình thường vì vậy cho nên là lâu ngày thì tim sẽ bị suy và khi suy tim thì cũng có thể dẫn đến tình trạng huyết khối ở trong buồng tim và di chuyển lên não có thể là gây ra tai biến máu não hoặc là do cái chuyện là cao huyết áp lâu ngày thành mạch phải chịu đựng cái cố gắng hết mức cái căng thẳng thì cũng có thể là khi mà cơn cao uh, huyết áp đột xuất thì có thể là dẫn đến tình trạng vỡ mạch và đến tình trạng là tai biến máu não gây ra tình trạng xuất huyết não như vậy vấn đề vai trò của ăn uống ấy thì đã làm à, ăn ấy cũng đã làm ảnh hưởng rất nhiều đối với tình trạng là tăng huyết áp vữa sơ rồi à, đột vị thế còn là uống thì sao thế tôi thấy rằng là rất nhiều người á à, có liên quan đến chuyện là uống à, uống bia rượu đặc biệt là uống uống bia, uống rượu thì chúng ta cũng có thể dẫn đến tình trạng rối loạn, mỡ máu và cũng làm hội việc đó tăng lên. Hay là hút thuốc lá chẳng hạn, đấy những các cái chuyện ăn uống đồ hút ít các thứ này khác cũng có thể gây ra co mạch và góp cái phần tăng huyết áp và dẫn đến tình trạng tai biến mổ não gần hơn. Dạ vâng.